Bài văn tả con đường của học sinh tiểu học khiến ai nấy ôm bụng cười. Hài hước nhất là phản ứng của cô giáo. Với suy nghĩ ngây ngô, thành thật, những gì học sinh tiểu học miêu tả thường đều là sự thật, được các em nhìn nhận bằng đôi mắt khách quan trong sáng. Chẳng hạn clip ghi lại bài văn tả con đường sau đây cũng được chia sẻ liên tục trên mạng bởi khả năng sáng tạo quá bá đạo của học sinh tiểu học. Được biết, cậu bé này được cô giáo yêu cầu cả lớp tả con đường từ nhà đến trường. Nhưng thay vì múa bút với những câu từ hoa mỹ, cậu bé nước mắt ngắn, nước mắt dài miêu tả con đường đến trường rất ngoằn nghèo, uốn khúc, dốc lên, dốc xuống. Cầm bài văn có 102 này, cô giáo đã gọi nam sinh lên bục giảng để giải thích về tác phẩm của mình. Thậm chí con đường mà cậu tả còn chưa thể tả hết vì hết giấy. À, tiên sư bên đấy không đến đâu, trường học của mình đâu, trường học đâu. Trước lời giải thích bất lực của học trò, cô giáo liền động viên. Đây là do bạn hết giấy, chứ không phải bạn không làm đâu nhá. Bây giờ cô cho tiếp một mặt bên này, xuống vẽ chân thực từ nhà đến trường trải qua bao nhiêu con dốc. Sau khi đoạn clip này được chia sẻ trên mạng xã hội, đã nhận về nhiều lượt tương tác của cộng đồng mạng. Nhiều người bật cười nghiêng ngả trước sự ngây ngô đáng yêu cũng như trí tưởng tượng phong phú của cậu bé. Số khác lại dành lời khen cho màn ứng xử tinh tế của cô giáo với học trò. Trước sự nhiệt tình của em học sinh, cô giáo không chê bai, la mắng mà vẫn cổ vũ cho ý tưởng của em. Có thể sau đó cô sẽ giải thích và hướng dẫn cụ thể, nhưng rõ ràng hành động của cô trong thời điểm đó đã an ủi và động viên em rất nhiều. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Chia sẻ cùng Thám TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.